Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Nhiều đại biểu khẳng định vấn đề về xã hội hóa rất quan trọng với ngành y tế. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác này, nhiều bác sĩ đã rơi vào phòng lao lý. Theo các đại biểu, nguyên nhân được cho là mặc dù luật đấu thầu đã có hướng dẫn với các thông tư nghị định nhưng còn mang tính chất chung chung nên ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng dự án luật chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, phải nghiên cứu để quy định cụ thể vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh ngay vào trong dự án luật này. Đại biểu khẳng định với những quy định thật cụ thể, đầy đủ, rõ ràng về xã hội hóa, liên doanh liên kết sẽ giúp cho các bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại và sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân và mang lại lợi ích cho nền y tế nước nhà. Một là kiến nghị quy định cụ thể vào trong dự thảo luật này những cái nguyên tắc, những yêu cầu đặc thù của xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thứ hai là kiến nghị bổ sung các cái cơ chế kiểm soát để nhằm chống cái sự biến tướng, chống lợi ích nhóm. Và thứ ba là kiến nghị bổ sung các cái cơ chế khuyến khích để triển khai xã hội hóa liên doanh liên kết ở những cái địa phương, những cái vùng còn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cùng quan điểm, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng điều 90 dự thảo luật quy định về xã hội hóa còn chung chung, chưa đảm bảo sự bình đẳng giữa cơ sở ngoài công lập và công lập, chưa cụ thể chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài công lập, chưa có phân tách vùng thuận lợi, vùng khó khăn để khuyến khích đầu tư vào vùng khó khăn. Tôi đề nghị ngay trong luật cần cụ thể hóa các quy định về hình thức xã hội hóa trong y tế, hướng dẫn các quy định rõ ràng của tự chủ trong y tế. Bài toán đặt ra ở đây là cơ sở y tế đã đủ điều kiện thực hiện tự chủ thì cho phép tự chủ hay giao cho họ tự chủ rồi để họ phải hoạt động tự chủ. Theo tôi, cần xác định và phân nhóm đầu ra các loại dịch vụ y tế thật cụ thể. Nhóm dịch vụ cần thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao thì được nhà nước tài trợ toàn bộ. Nhóm dịch vụ cơ bản, nhà nước cấp kinh phí một phần, chứ không làm sai lệch đi bản chất của tự chủ là trong phân bổ ngân sách nhà nước cần dành nguồn lực tích cực, thích hợp cho ngành y tế ổn định và phát triển, đặc biệt là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Là sửa đổi bổ sung quy định phân định rõ hoạt động chuyên môn và hoạt động quản lý bệnh viện công. Vừa làm quản lý, vừa làm công tác chuyên môn thì áp lực nhiệm vụ là rất lớn và khó có thể hoàn thành được cả hai nhiệm vụ. Chúng ta thử hình dung một giáo sư bác sĩ khi bước vào phòng mổ, thay vì toàn tâm toàn ý để cứu chữa bệnh nhân thì đầu óc vẫn đang bị phân tâm là bởi những gói thầu A, những hợp đồng B nào đó. Và ai cũng hiểu trong những gói thầu, trong những cái hợp đồng đó thì có vô số những cái lợi ích và cũng cơ man nào đó, những cái mối quan hệ chẳng chịt. Nếu không thắng nổi những cám dỗ và cũng không giải quyết được, xử lý được hết tất cả các mối quan hệ đó thì cái chuyện vào tù là sớm hay muộn. Một số đại biểu cho rằng để thực hiện được mục tiêu cao đẹp, lấy người bệnh là trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trước hết, luật khám bệnh chữa bệnh phải đủ hoàn chỉnh, rõ ràng để không chỉ bảo vệ mà còn khắc phục và ngăn ngừa những hành vi sai trái tồn tại trong ngành y tế suốt nhiều năm qua.